Sài Gòn cũng xe cấp cứu vô SOS đây, nó hỗ trợ nó cho chở đi. Lao màng não rồi lao phổi rồi viêm tấy cho kẹt đau viêm nó chuyển thành bệnh liệt không. Lâu như dài quá nó lỡ lưng. Bà khổ cực lắm chú ơi. Thức cả đêm cần nói. Cứ chập nó kêu, chập nó rên, chập nó nhức. Cứ bà canh cả đêm bà không ngủ được. Nó cứ lúc ra kẻ đêm cả ngày. Nó không cho ngủ giờ nào. Giờ nào nó mất ra. Mù mắt. Không biết mất hồn mới đưa đi nhà thương. Đưa đi bệnh viện Quy Nhơn mà người ta điều trị được phải đưa vô Sài Gòn khám xét nghiệm tí với nó chụp âm ray gì đó trên cái não á, là nó là bị lao màng não rồi cái chân nó bị viêm tí cuộc sống hay xương sống gì đó. Vô trong Sài Gòn coi như là điều trị một tháng mà cũng không khỏi rồi chơi gì đó. Giờ về nằm nhà đó chứ giờ khổ quá, tôi không có khả năng, không có tiền về chạy chữa nữa. Mong cho gia đình con nó cô đó đâu bất bệnh tức là tuy rồi bệnh tường vậy, còn mong gì mà não với bị viêm tỷ, bác sĩ kêu là tỷ thuốc men cũng đầy đủ hết rồi, giờ về nhà tự lo. Rồi cũng phải cả năm nói vậy mà không biết kêu là cái gì để khá gì 6 tháng rồi hơn 1 năm rồi đấy.